Trời ơi, trời ơi, không còn cái gì ăn hết, chỉ còn một chút nước quý giá này thôi. Trời ơi, nước ơi, quý giá lắm nha nước. Trời ơi, bánh mì đen, bánh mì đen, phải cái dép, phải chết tôi đi nước ơi. Trời ơi, có ai cứu tôi không? Ai chiếu không? Ai chiếu không? Trời ơi, nghĩ sao bây giờ đang đói bụng mà bán chiếu trời. Ai ê, chiếu ơi, cứu tôi chiếu ơi. Cứu. Sao vậy, cứu con về chú. Chiếu không? Sao vậy, cái gì sao mặt khóc vậy? Trời ơi, em đang bán chiếu trong đất liền. Rồi em buồn ngủ, em ngủ giấc, em thức dậy em thấy em trên cái đảo này nè. Anh ơi, anh cho em hỏi cái đảo này là nó ở đâu vậy anh? Đảo này là đảo Quang á, tôi cũng không biết, tôi lại trên đây 4 tháng rồi. Không, bây giờ vậy nè. Trời ơi, chết em rồi. Ở nhà người ta đặt một đống chiếu, rồi cô gái năm xưa đặt chiếc chiếu 2 thước, em chưa có cho cổ nữa mà bây giờ em bị lạc ra ngoài này rồi. Trời ơi, trời, nguyên cái gia tài của em ở trong đó. Bây giờ chú có gì ăn trên chỗ mang theo không? Chú có mang theo gì ăn không? Chiếu nè ông nội. Ông có gì ăn hết hả? Tôi cũng đi lạc chứ bộ đi du lịch hay gì. Thôi bây giờ vậy nè, ông đi gì ra đây? Tại sao ông ra đây được vậy? Trời ơi, trong câu hát là đã có rồi. Sao? Nghe chiêu cả bao gâm xào trên bờ kinh ngà. Đổi hát nội nội ơi. Là đi cái gì ra? Đi xuồng. Đi xuồng ra hả? Ừ. Ê, vậy cho tôi hóa gian tôi về với. Tôi bị lại trên đây lâu lắm rồi. Thôi, không khỏi, có gì ăn đi. Thôi khỏi đi. Ông mà cho đi. Thôi đi, thằng ông nội ơi. Cho tôi hóa gian với mà. Bây giờ cho tôi hỏi nha. Nếu mà tính ra chiếc chiếu của tôi là một chiếc là 2 kg, mà chiếc xuồng của tôi chở được 10 chiếc, đúng không? Còn anh là bao nhiêu ký? 200 ký. Vậy là thôi chở cái giò ông trước nha. Bây giờ chặt cái giò ra chở vô đất liền trước. 4 tháng sau tôi ra tôi chở thêm cái giò nữa. Chứ ông nghĩ sao vậy, ông lên chiếc ghe tôi cho gãy hả? Không phải, nhưng mà bây giờ bằng cách cho tôi quá dây, tôi đu cũng được nữa, miễn sao cho tôi về là được rồi. Thôi khỏi đi. Thôi mà cho tôi đi với em... mà ôi anh ông nội ơi, đừng có gãy cái giò tôi bây giờ. Chứ có cách nào cứu tôi chứ, tôi trên đây chết đó, tôi không có gì ăn hết. Bây giờ mình cùng cảnh ngộ cho nên là tôi cũng không biết giúp anh như thế nào. Nhìn thì thương lắm nha. Mà tôi không hiểu sao mà anh đi lạc. Đúng rồi. Anh không có gì ăn. Đúng rồi. Mà anh mập thấy ghê thiệt. Trời ơi, bây giờ là ốm xuống bớt rồi đó, chứ lúc trước còn bự nữa. Tôi là quéo lại mấy bữa nay nè, nhờ nó uống nước biển nó mới nở lại được. Nhưng mà cho tôi quá gian với được không? Anh ơi, tôi năn nỉ luôn á. Tôi không có chở anh được. Anh ơi, bây giờ tôi tìm đường tôi về. Nên bây giờ nếu mà thương quá thì thôi tôi cho anh chiếc chiếu này nè. Chừng nào mà chết đói á thì lấy đắp nha. Là không cho tôi đi hả? Không có đi được đâu, gãy xuồng tôi ông nội ơi. Ê, cho cái chiếu làm cái gì? Trời ơi, bây giờ có ai cứu tôi không trời, chứ vậy là chết rồi. Trời ơi, ông nội bán chiếu này thiệt tình. Chú. Ủa, sao ở trên đây giờ con mới thấy chú vậy? Chú cho con, chú cứu con được. Chú ơi, không phải, nhưng mà con gấp lắm mà chú, con đói lắm mà chú. Chú chỉ con đường về chú ơi, chú. Sao chú cứ xuyệt hoài vậy? Chú ơi, chú bị câm hả chú? Chú ơi, cho con về chú ơi, con trên đây con không có đường thoát chú ơi. Sao mày nói nhiều quá vậy? Mày để tao tập trung làm việc coi. Chú làm gì vậy? Chú ơi, bây giờ cái mạng người quan trọng hơn cái lá đó chú. Trời ơi, mạng người gì không thể đang làm việc hả? Chú làm gì vậy? Đang nghiên cứu, đang làm gì? Không nhìn thấy sao? Nghiên cứu gì vậy? Mấy đứa này mệt ghê á. Tôi là nhà nghiên cứu trên cái đảo hoang này. Nghiên cứu trên cái đảo hoang này? Phải. Nghiên cứu. Vậy là chú rất rõ trên đây đúng không? Tất cả những ngõ ngách hẻm trong này tôi đều biết hết. Chú biết đường thoát khỏi đây không chú? Thôi, tất nhiên là phải biết rồi. Trời ơi, chú, cho con biết cái đường thoát, con đi về liền. Con đi về với con trên đây con chết, con không có sống nổi nữa. Chú dẫn con đi chú. Khoan, chưa về được đâu. Sao vậy? Tại vì tôi chưa nghiên cứu xong đống lá ở đây. Tôi chưa tìm được những cái cây nào mà nó lạ nên tôi chưa về. Không, bây giờ chú chỉ người về, chú vô chú nghiên cứu lại. Làm sao mà mày về được? Hoặc là chú đi gì đến đây vậy? Tất nhiên là đi bằng thuyền rồi chứ đi bằng gì? Đi bằng thuyền? Cái thuyền của chú có bự bằng cái ghe không? Cái gì? Cái thuyền của chú có bự bằng cái ghe không? Mày hỏi một câu xúc phạm tao vậy? Sao vậy? Chiếc thuyền của tao có thể chứa được 100 thằng như mày ấy. 100 người như tao? Phải. Thôi bây giờ chú cho con mượn cái thuyền con về trước. Rồi ra đón chú. Cho con đi về đi, đưa con về giùm con đi. Mày về xong rồi mày ra đón tao. Đúng rồi. Mày rảnh vậy?
Mày về thì mày về luôn đi, mày quay lại mày đón tao làm gì? Không biết. Ủa chú đi, trời ơi, bây giờ chỉ con đường về đi chứ vậy chết rồi. Bây giờ là không có đường về, ok? Mà nếu có, tôi sẽ chỉ cho cậu một cách. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì chú? Cậu phải làm trợ lý cho tôi. Trợ lý trong bao lâu? Cậu ở đây bao nhiêu tháng? Dạ, ở đây được 4-5 tháng rồi. Bây giờ tôi thuê cậu làm trợ lý cho tôi thêm 4 năm nữa. Chúng ta sẽ ở trên đảo này 4 năm nữa? Đúng, chúng ta sẽ tìm những cây nào lại và mang về đất liền. Chú làm mình được không? Chứ ở đây 4 năm là con chết luôn á. Bây giờ con muốn đi về, con gặp gia đình con. Đi về thì lát nữa đi về đi, xong cái này rồi ta cho về, khổ ghê á. Ai anh ơi, sao chưa về nữa? Thằng nào nó đốt chiếc ghe mày. Anh ơi, nó đốt chiếc ghe tao mà mập ơi. Sao cái ghe bị cháy? Vậy là trên đảo này còn một người nữa. Trời ơi, một người cái gì, nó đốt chiếc ghe rồi, còn chiếc ghe cuối cùng sao về đây? Thôi bây giờ bình tĩnh đi, không sao. Chiếc ghe sao không giật đi? Em gọi đội cứu hộ rồi mà nó nói là nó không tới được á. Mày gọi đội cứu hộ đến đây nó giật bằng niềm tin à? Bây giờ nó ra cũng kịp rồi, quỷ bà đó chiếc ghe em rồi. Không sao. Ổng có cái thuyền, ổng cho mình quá giang về. Ai đây? Nhà nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì nghiên cứu, rảnh quá đi ra đây nghiên cứu. Ai ơi, anh ơi, anh biết ai đâu, anh chỉ giùm em anh. Tôi không nói, không có nghĩa là tôi không biết. Anh biết ai đốt chiếc ghe em không? Ai đốt? Tôi biết ai là người đốt chiếc ghe của cậu. Ai là người đốt ghe em? Tôi ạ. Cái gì? Tôi đốt á. Ông đốt mà. Mày đưa tao cục đá vào đập đầu. Bình tĩnh Tại mày tao mới đốt chiếc ghe đó. Trời ơi, sao đốt cái ghe? Chiếc ghe xúc phạm tao. Chiếc ghe nó làm gì xúc phạm ông? Chiếc ghe nó quá nhỏ, nó nhìn xấu, nhìn bẩn thỉu. Tao tức tao đốt luôn. Liên quan gì tới cuộc đời ông? Ông nội ông đốt nó. Tại vì ngày xưa tao có một chiếc thuyền. Chiếc thuyền nó to hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn. Mà bây giờ tao nhìn chiếc ghe tao tức, tao đốt trời á. Đưa tôi tới tôi đạp ông nội này nè. Mày gầy, mày cản nó lại đi. Hả? Mày gầy, mày cản nó lại đi. Nội tôi cản nó, ông nội nó, ông nội ơi. Ông nghĩ sao ông đốt cái ghe của người ta? Trời ơi, mập ơi, mày bây giờ mày bình tĩnh đi. Bây giờ, ổng có chiếc thuyền. Bây giờ ổng đưa tao với mày về bằng chiếc thuyền đó, hiểu không? Đúng rồi. Trời ơi, sao mày giỡn quá vậy? Đúng rồi, tại vì nó bị xúc phạm. Nên là phải đốt liền. Còn cái chiếc thuyền của tôi. Đó, anh. Sao? Anh chở hai tụi em về bằng chiếc thuyền đó đúng không? Bây giờ anh đốt chiếc thuyền của em rồi. Mày đừng gọi ra chiếc thuyền xúc phạm chiếc thuyền của tao. Chiếc ghe của em rồi. Thì đó mày là chiếc ghe đi. Còn tao đốt luôn chiếc thuyền của tao luôn rồi. Nhưng mà cái vấn đề là chiếc thuyền của anh còn thì bây giờ. Không, đốt rồi. Ông đốt luôn. 4 năm về trước là đốt rồi, lên đây này. Khoan, cứ bình tĩnh đi. Này, có một cách. Còn một cách cho tụi mày trở về. Cách gì? Còn một cách. Nhưng còn với một điều kiện. Làm gì? Hãy làm trợ lý cho tao. Bao nhiêu ngày? Bây giờ nói đi, mấy ngày? 4 năm.